chuyện cho cô đây. À được rồi, mình đang đứng trước lớp của Chí. Mình đang đứng trước lớp của Chí. Bây giờ Anh em mình Cùng xuống Xem Người ta tổ chức Trung Thu Như thế nào. Đây mình đi đường này. Đây là lớp của Chí. Đây là lớp của Chí năm trước. Đâu lớp của Chí hiện nay? Nào Chí đi đi, đi trước đi. Mem đi đi. Đúng rồi, đây là lớp của Mem. Rồi chào chú đạo. Đi. Các con đi lại an toàn nhé. Rồi. Đúng rồi. Cái gì đấy hả Chí? Đây con ơi, mình đi được trong này, đi được trong hành lang. Đúng rồi, đi đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chào cô giáo. Đúng rồi. Đây là Trung Thu. Mà các cô đã trang trí. Đúng rồi. Hay đố Chí đọc được chữ gì ở kia? Đây này. Anh Cu ơi, anh Cu cho bác nhờ tí nào. Chí ơi, con tránh ra để cho bà chụp các em nào. Bà chụp nhờ tí nào. Đúng rồi. Đúng rồi, đây là cái đèn lồng nhờ. Đúng rồi. Đây là những cái hộp quà. Đây là chị Hằng Nga. Đây là con Lân. Đúng rồi. Đúng rồi, đây là đèn ngôi sao. Hay gọi là đèn ông sao. Đúng rồi, có nhiều đèn ông sao. Năm nay Dịch bệnh. Cho nên không được tổ chức rước đèn. Và các hoạt động văn nghệ đông người như mọi năm. Nhưng được như này là tốt lắm rồi. Đúng rồi, thế Chí lên gần cái đi. Chí lên gần con Lân đi xem nào. Mà ban nãy bố đang bảo là Chí đọc sang chữ gì hả con? Chữ gì ở đây? Trăng rằm. Trên chữ trăng rằm là chữ gì? Ừ đúng rồi, đây là con Lân. Đúng rồi đấy. Coi con, khéo nó đổ. Nhà vui chơi phải biết giữ gìn đồ. Đúng rồi. Đấy. Rồi con ra đây xem nào. Đúng rồi. Đấy con xem chữ gì ở đây. Là chữ gì ở đây nào Chí? Chữ gì? Đúng rồi, chị Hằng. Đội chị Hằng nhờ. Và các đội gì nữa? Chữ gì đây hả Chí? Trong lớn. Mau ăn. Trong lớn. Trong lớn. Rồi. Trong chữ gì đây? Chữ sinh. Gì nữa? Xinh gái. Rồi. Rồi đây là em bé. Em bé. Hay còn gọi là chú cuội. Đây là chú cuội. Rồi. Bây giờ. Anh em mình làm gì nữa? Chơi đây. À đúng rồi, mình ra xe đây để bạn đi về. Được chưa? Mem ơi, đợi bố, đi từ từ thôi. Đúng rồi, đây là
nơi rửa tay diệt khuẩn. Thế ra con muốn rửa tay không? Là mềm đứng sang bên kia. Đấy. Rồi các con hãy rửa tay diệt khuẩn trước khi về nhà. Đúng rồi, hãy sử dụng nước tiết kiệm. Đúng rồi. Trong video cạn mua sao? Chị nói lại. Chị nói lại. Nào, đứng yên nào, mềm cũng đứng yên nào. Bây giờ muộn rồi. Bây giờ muộn rồi. Anh em mình đi về đây. Anh mình cùng đi xung quanh cô. À, đi xung quanh cô rồi chứ chưa muốn về à? Thế gì nữa? Trong video khác mua sao? À rồi, hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Trong video khác. Trong video khác. Có nhiều hình ngôi sao hơn. Ngôi sao hơn. Gì nữa? Là mình bảo gì? Rồi mình ra xe. Đang dịch bệnh cho nên mình không được chơi ở khu vui chơi đâu. Đi nào. Rồi. Nên cẩn thận không xe con. Nào đi ra. Yeah, chúng ta đi.